Có thể thấy như trong ít phút vừa qua thì Bùi Quốc Toản đang lựa chọn lối chơi phòng ngự và phản công. Sự chuẩn xác, sự tập trung vẫn đang được thể hiện đến từ Bùi Quốc Toản. Khả năng tài đòn của Bùi Quốc Toản là rất tốt. Chính xác của Bùi Quốc Toản vào đầu của Minh Nhật rất bất ngờ. Cho võ sĩ chúng tôi đang bước lên sân đấu. Võ sĩ chúng tôi là Bùi Quốc Toản, sinh năm 2K3. Võ sĩ đến từ võ đường Hà Đông Fighter Union. Nhưng trên màn ảnh của bạn, đó chính là Trần Minh Nhật, sinh năm 89. Võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong. Trần Minh Nhật, một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm tại các đấu trường MMA trong nước, sẽ đối đầu với một võ sĩ mới lần đầu tiên debut tại MMA. Chuyên nghiệp, hai trận đã đấu, một thắng, một thua, và đó là Hungry Dog Bùi Quốc Toản. Nếu như Quốc Toản muốn đặt chân vào bán kết thì phải vượt qua đối thủ ở phía bên kia góc đài. Vâng, và võ sĩ ở bên góc đài đỏ là thành viên của võ đường Liên Phong, sinh năm 1989, sở hữu chiều cao là 1m75 và đến từ Trà Vinh. Thành tích chuyên nghiệp, 14 trận đã đấu, giành 12 chiến thắng và 2 thất bại, trong đó có 5 chiến thắng bằng knockout. Chào đón gentlemen Trần Minh Nhật. Và ngay bây giờ cho phép Hiền Ngô xin được mời vị trọng tài sẽ điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Xin mời ông Nguyễn Văn Hùng. Hello. Yeah. Tới luôn. Đánh đúng luật, nghe khỏi là trọng tài, 100 gam. Chúc may mắn về góc đài. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên của Bùi Quốc Toản và Trần Minh Nhật. Kinh nghiệm và sức trẻ sẽ được diễn ra như thế nào ở trong cái cặp thi đấu thứ 7, thứ 8 của chúng ta ngày thi đấu hôm nay trong khuôn khổ giải đấu GMA Thần Võ Việt Nam. Và người giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ gặp Mùi Trọng Vinh ở trận đấu bán kết. Rất căng thẳng. Minh Nhật cũng đã chia sẻ rằng anh ta rất khao khát để có thể quay trở lại sàn đấu MMA. Và Bùi Quốc Toản đang cho thấy mình không phải là một người dễ chơi, nên đã có những tình huống tấn công lại đối với Trần Minh Nhật. Võ sĩ sinh năm 2K3 đến từ Hà Đông đang nhập cuộc một cách đầy tự tin. Một tình huống phản ống đồng của Minh Nhật. Thế trận vẫn đang diễn ra ở thế thăm dò. Hai võ sĩ chưa có những đòn đánh mạnh nào về phía của nhau cả, vẫn chỉ là những tình huống đánh thăm dò thôi. Quốc Toản cũng tỏ ra mình hoàn toàn có thể tạo ra được những tình huống phản công. Có vẻ Minh Nhật đang chờ xem đối phương của mình làm gì. Và những cú đánh của Bùi Quốc Toản càng ngày càng nặng rồi. Chúng ta cũng chờ đợi tốc độ của trận đấu sẽ được cao lên. Trần Minh Nhật cũng đang đổi thế thủ. Và ngay lập tức cũng có dấu hiệu đổi thế thủ đến từ Minh Nhật. Trọng tài sẽ yêu cầu hai võ sĩ tích cực thi đấu hơn. Một tình huống đổi đòn của hai võ sĩ, và bây giờ sẽ là một tình huống địa chiến. Bùi Quốc Toản cũng đang phòng ngự rất tốt trong tình huống địa chiến của mình. Anh không để Minh Nhật đưa mình xuống đất. Mặc dù mới sinh năm 2K3, nhưng có thể thấy nhiều Quốc Toản đang nhập cục một cách đầy kinh nghiệm đó chứ. Những tình huống thăm dò và những tình huống phòng vệ của anh ta cực kỳ tốt. Một tình huống phản công hay bằng tay sau của Bùi Quốc Toản. Đấm bay của Quốc Toản cũng ngay lập tức được tung ra. Liên tục là những cú đấm rất nặng của Quốc Toản về phía của Trần Minh Nhật. Không có sự e dè nào đối với Bùi Quốc Toản cả. Anh rất tự tin. Chúng ta cần phải có được một tốc độ thi đấu cao hơn.
một trong hai võ sĩ phải chủ động hơn, trận đấu mới có thể diễn ra một cách nóng bỏng hơn được nữa. Có lẽ như giây phút thăm dò tôi đồng ý cũng đã kết thúc rồi. Cả hai bắt đầu sẽ tung ra những cái đòn đánh mạnh hơn. Trận đấu diễn ra, một hiệp đấu sẽ diễn ra 5 phút. Và có vẻ như hai võ sĩ đang tiết kiệm pin cho những hiệp đấu tiếp theo chăng? Những tình huống phan ống để có thể áp sát. Và bây giờ Minh Nhật lại muốn đưa Quốc Toàn xuống tình huống địa chiến. Thì rất khó. Phòng ngự rất tốt đến từ Bùi Quốc Toàn. Sự nhanh nhẹn đến từ Quốc Toàn cũng đã được thể hiện ở trong những úp phút vừa qua. Có lẽ như Minh Nhật sẽ khó chơi với Quốc Toàn đây. Minh Nhật đã có ý đồ đổi kèo và có những tình huống bốc chân đơn và bốc chân đôi đối với Quốc Toàn. Rất khó. Đã ngàn nhá đến từ Minh Nhật. Hà Đông Fighter cũng là một câu lạc bộ có nền tảng đánh nằm vô cùng tốt. Và Bùi Quốc Toàn đang thể hiện được đẳng cấp của mình trong những tình huống chống trả lại những tình huống vật của Minh Nhật. Cũng đang hết sức tập trung đến từ hai võ sĩ. Công hiến đi, công hiến đi. Tiếp tục là những tình huống di chuyển lui giữ cự ly của Quốc Toàn. Có lẽ như là cái cách tiếp cận ở hiệp thi đấu đầu tiên này của cả hai võ sĩ đều đang cố gắng để có thể thăm dò nhau mà thôi anh Tùng Anh à. Có lẽ đây không phải là một sự thăm dò đâu, khi Quốc Toàn đang là một võ sĩ giữ được cự ly tốt và Minh Nhật có vẻ như vẫn chưa biết cách tiếp cận của Quốc Toàn. Những tình huống bàn tay sau của Quốc Toàn cũng vô cùng nặng và nguy hiểm về phía người của Minh Nhật. Những tình huống đạp của Minh Nhật nhưng nó chưa gây đủ sát thương. Ngay lập tức cũng Quốc Toàn cũng tung ra một vài những tình huống đá ngang của mình. Thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên đang trôi về những giây cuối cùng. 10 giây cuối cùng. Một trận đấu đầy kỹ lưỡng và tính toán đến từ cả hai võ sĩ. Những cú đạp trích ngang của Trần Minh Nhật. Ngay lúc này thì hiệp 1 đã kết thúc. Có lẽ như hiệp thi đấu đầu tiên nó đang có cái nhịp độ tương đối là chậm đến từ cho cả hai võ sĩ. Nhưng không vì vậy mà chúng ta cũng bỏ qua những tình huống thi đấu phải nói là cực kỳ tập trung đến từ võ sĩ trẻ tuổi Bùi Quốc Toản. Mặc dù mới chỉ là 2-3 mà thôi nhưng chúng ta có thể thấy như anh ta đang nhập cuộc một cách đầy. Một lần nữa nhắc nhở thật thể là ok. Rồi béo đại. Về đi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu ạ. Cần chúc mừng Bùi Quốc Toàn đối đầu với Trần Minh Nhật. Với một nhịp độ của hiệp thi đấu đầu tiên tương đối là chậm thì tôi đang mong chờ cái nhịp độ sẽ được tăng lên ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Bùi Quốc Toàn lần đầu tham gia thi đấu một trận MMA chuyên nghiệp nhưng anh tỏ ra không dễ chơi đối với Trần Minh Nhật. Và bây giờ là sức ép của Minh Nhật. Những cú gối bay đã được Minh Nhật sử dụng rồi. Minh Nhật đang đẩy cao tốc độ của trận đấu hơn. Với cái điểm mạnh đó chính là những đòn đá liên tiếp, là những cái tình huống được tung ra đến từ bên phía của Minh Nhật. Minh Nhật đang không cho Bùi Quốc Toàn nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Liên tục là những tình huống áp sát và tung những đòn đấm của Minh Nhật về phía Quốc Toàn. Minh Nhật cũng đã bị ngã xuống sàn trước một tình huống phản công của Bùi Quốc Toàn. Một cú đấm vòng sâu tốt đến từ Quốc Toản. Sức trẻ và sự tập trung vẫn đang được thể hiện đến từ bên phía của Quốc Toản. Quốc Toản giữ cự ly khá tốt trước những tình huống tấn công của Minh Nhật. Và bây giờ vẫn là tình huống
mà Bùi Quốc Toàn vẫn đang chờ Minh Nhật tiến vào và có tình huống phải công tay sau. Trong giây phút vừa qua thì các bạn có thể thấy Bùi Minh Nhật đang thay đổi liên tiếp, những đòn đánh của anh ta rất phong phú, những combo phối hợp cùng với nhau. Minh Nhật đổi kèo liên tục để gây nhiễu loạn dành cho Bùi Quốc Toàn. Nhưng Bùi Quốc Toàn, võ sĩ trẻ đang rất tỉnh đòn, đang di chuyển lui, giữ cự ly tốt và có những tình huống phản đòn sắc lẹm về phía Trần Minh Nhật. Sự tập trung là những gì mà tôi đang thấy đến từ bên phía của Bùi Quốc Toàn. Đây thực sự có phải là võ sĩ 2K3 hay không đây? Khi mà tôi đang thấy rằng anh ta đang tiếp cận với một kinh nghiệm xử lý những tình huống ở trên sân đấu phải nói cực kỳ tốt. Vẫn là những tình huống né đòn và phản công rất tốt đến từ Bùi Quốc Toàn. Và Trần Minh Nhật và đang khó để mà giải được bài toán mang tên Bùi Quốc Toàn. Cú tay sau chất lượng của Minh Nhật. Và bây giờ Minh Nhật lại một lần nữa tăng tốc độ của trận đấu lên. Đã ngang trái tốt. Đó rất tốt của Bùi Quốc Toàn. Liên tiếp là những tình huống cố gắng đá chém đến từ Bùi Minh Nhật. Những tình huống ra đòn khá phí sức của Trần Minh Nhật. Tay sau tốt của Quốc Toàn. Quốc Toàn thi đấu vô cùng điềm tĩnh. Và có những tình huống uống phản công của Quốc Toàn cũng rất tốt. Và Minh Nhật có những tình huống tăng tốc, nhưng nó chưa thể nào gây áp lực đối với Bùi Quốc Toàn. Võ sĩ trẻ và đang giữ được cự ly quá tốt. Những đòn đá rất đẹp bắt của Bùi Minh Nhật ở trong dạng vừa qua đã được tung ra. Cái chân để cao. Trọng tài đã phải yêu cầu Bùi Quốc Toàn đá cao hơn khi cú đá vừa rồi của Bùi Quốc Toàn đã trúng vào hạ bộ của Trần Minh Nhật. Và tiếp tục là những cú phá trụ. Quốc Toàn di chuyển, tuy di chuyển lùi nhưng anh vẫn chuyển qua. Có những tình huống di chuyển ngang để không để cho Minh Nhật dồn mình vào trong góc đài. Trọng tài đang phải yêu cầu Bùi Quốc Toàn tích cực hơn trong những tình huống tấn công của mình. Có thể thấy như trong ít phút vừa qua thì Bùi Quốc Toàn đang lựa chọn lối chơi phòng ngự và phản công. Sự chuẩn xác, sự tập trung vẫn đang được thể hiện đến từ Bùi Quốc Toàn. Khả năng tài đòn của Bùi Quốc Toàn là rất tốt. Chính xác của Bùi Quốc Toàn vào đầu của Minh Nhật. Rất bất ngờ một tình huống gối bay hụt của Minh Nhật. Và bây giờ là cơ hội dành cho Bùi Quốc Toàn. Sự chuẩn xác đến từ Bùi Quốc Toàn đã được tung ra ở trong ít phút vừa qua. Và bây giờ là những cú gối của Minh Nhật. Rất nhiều những cú đánh về phía của Bùi Quốc Toàn. Võ sĩ đến từ Hà Đông vẫn đang phòng ngự tốt. Và liệu anh có trụ được sự sức ép đến từ Trần Minh Nhật hay không? Minh Nhật đang cố gắng để có thể tung ra một đòn đá mạnh. Tiếp tục là tình huống gối bay phải của Minh Nhật. Và tiếp tục là sức mạnh đến từ Trần Minh Nhật. Sự áp sát đối với Quốc Toàn. Bùi Quốc Toàn quá lì lợm. Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý. Có thể thấy nhiều tuyển thủ võ sĩ trẻ 2K3 của chúng ta đang rất lì lợm ở trên hiệp thi đấu thứ hai này. Những đòn đá tính điểm của Minh Nhật vẫn nhiều hơn, nhưng những tình huống vùng lên của Quốc Toàn cũng vô cùng nguy hiểm. Võ sĩ đến từ Hà Đông Fighter cũng đang khá mệt rồi. Và Minh Nhật vẫn đang tung ra vô số đòn đánh về phía võ sĩ trẻ Bùi Quốc Toàn. Tiếp tục lầm đòn phản ứng của Minh Nhật. Thể lực của hai võ sĩ chúng tôi đang tạm thời bị yếu xuống rồi. 10 giây cuối cùng, cú trỏ của Minh Nhật. Những cú đá chính xác của Minh Nhật. Và bây giờ thì hiệp đấu đã kết thúc. Đây là một trận đấu hiếm hoi trong buổi tối hôm nay. Hai võ sĩ thi đấu đánh đứng song phẳng với nhau. Và có thể thấy hiệp thi đấu thứ hai, nhịp độ của trận đấu đã được đẩy lên cao. Người chủ động tấn công đó chính là Bùi Minh Nhật với liên tiếp là những tổ.
tích cực thêm chút xíu. Dạ. Và chúng ta sẽ quay trở lại với trận hiệp đấu tiếp theo của Bùi Quốc Toàn đối đầu với Trần Minh Nhật. Một trận đấu mà hai võ sĩ thi đấu đánh đứng song phẳng với nhau. Và chúng ta vẫn chưa thấy một tình huống đánh địa chiến nào thành công của cả hai cả. Và hãy cùng đến với lại những nhịp độ của cái hiệp thi đấu thứ ba này. Tiếp tục là tình huống đá chém của Minh Nhật. Phản công ngay lập tức. Những tình huống phản công bằng tay sau của Bùi Quốc Toàn cũng vô cùng nguy hiểm. Và vừa rồi có lẽ tình huống đấm của Quốc Toàn đã dúng vào gáy của Trần Minh Nhật. Sức nóng đến từ khán giả đang được truyền lên cho hai võ sĩ của chúng ta. Bùi Quốc Toàn dù đã thấm mệt rồi nhưng anh vẫn giữ được cự ly của mình, hạn chế tầm đánh của Trần Minh Nhật, không để cho Trần Minh Nhật dồn ép mình. Một tình huống đá móc của Bùi Minh Nhật. Nhưng trong những tình huống tích điểm, điểm số đang nghiêng về Trần Minh Nhật và rất tiếm mòi, chúng ta thấy một đòn đánh mạnh của Bùi Quốc Toàn. Sự ly lợm, sự tập trung là những điều mà Quốc Toàn đang thể hiện qua ba hiệp đấu vừa qua. Đây là một trận đấu đáng khen dành cho Bùi Quốc Toàn. Anh đang làm rất tốt trước một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm hơn mình, cũng như số tuổi lớn hơn. Tình huống chủ động tấn công của Bùi Quốc Toàn, tình huống đấm tay sau. Đến rồi chăng? Đây có lẽ là thời điểm mà Bùi Quốc Toàn sẽ bung hết sức lực của mình ở trong hiệp thi đấu thứ ba này nhằm gỡ gạt lại về điểm số. Tình huống đấm của Bùi Quốc Toàn nhưng không tới được cái mặt của Trần Minh Nhật. Tiếp tục là một pha đá chém chân phải của Bùi Minh Nhật. Vẫn tiếp tục là những tình huống đá tích điểm đến từ đại diện của Liêm Phong. Nhưng có thể thấy đôi tay của Bùi Quốc Toản chưa bao giờ lơi ra khỏi mặt của anh ta. Những tình huống thi đấu quá tốn sức của Trần Minh Nhật, những tình huống trỏ bay, gối bay. Và sự linh hoạt của Bùi Quốc Toản đã giúp anh tránh khỏi điều đó. Tình huống phang ống. Và bây giờ, và trọng tài đã cho trận đấu dừng lại. Một trận đấu nâng cao kỹ thuật. Và vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy một tinh thần võ học của Bùi Minh Nhật khi mà anh ta thấy Quốc Toản đã bị chấn thương. Rất đáng khen ngợi đến từ võ sĩ của võ đường Liên Phong. Cũng như chúng ta có lẽ cũng phải dành một lời khen cho võ sĩ trẻ 2K3, đúng không anh Tùng Anh? Một lời khen lớn dành cho Bùi Quốc Toản vì anh đã trụ vững trước Trần Minh Nhật, một võ sĩ lớn tuổi hơn. Và anh đã chịu khuất phục bằng đòn phang ống. Thì đôi chân của anh đã không trụ nổi nữa.